Hải Như mất tích. Phát hiện điểm bất thường từ chiếc xe của nạn nhân dần hé lộ sự thật trong vụ mất tích của Hải Như hơn một tháng qua. Quả thật có rất nhiều điều bất thường. Nhiều ngày qua, cái đội cứu nạn cứu hộ 116 được cho là luôn lập công trong những cuộc tìm kiếm mất tích vào cuộc. Cuối cùng, họ cũng phải thừa nhận thất bại đầu tiên. Tuy nhiên, sự mất tích của Hải Như có rất nhiều điểm bất thường. Theo đó, địa điểm tìm thấy xe và dép của Hải Như cách rất xa nhau. Chiếc xe hiệu Vision biển kiểm soát 29X1-52817 được tìm thấy tại một bãi xe ở Tú Mở, Cầu Giấy, Hà Nội, cách nơi tìm ra chiếc dép của cô gái ngày 2 tháng 8 là Cù Sơn, Hoài Đức đến 15 km. Các vật dụng cá nhân, túi sách được tìm thấy cách nơi phát hiện chiếc dép cũng cách từ 500 đến 600 m. Theo chị Quỳnh Như chia sẻ lại, khi tìm thấy xe máy dính nhiều bùn đất, có nhiều vết xước, đặc biệt ở phần thân xe. Tôi nhận được ví của em gái để ở cốp xe nhưng bị rút hết tiền, chỉ còn giấy tờ. Có thêm điện thoại của Hải Như được bọc trong chiếc túi rách. Chị gái cho biết Hải Như sống trọ một mình tại phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, cách bãi gửi xe Tân Thành khoảng 5 km. Cô thường đi làm đến 23 giờ và rời nhà sớm vào sáng hôm sau. Hải Như thường gửi xe trong nhà trọ hoặc những bãi xe xung quanh để tiện việc đi lại. Đại diện bãi giữ xe Tân Thành cho biết chiếc xe máy của Hải Như được gửi hơn một tuần thì công an đến kiểm tra. Bãi giữ xe Tân Thành có 2 ca trực sáng và tối, được 3 nhân viên thay phiên nhau trông. Bãi giữ nhận hàng trăm chiếc xe máy mỗi ngày nên các nhân viên không xác định được người gửi xe là ai, gửi thời gian nào. Khi giao nộp cho công an, chiếc xe dính rất nhiều bùn đất. Tuy nhiên, có thể giải thích bởi xe để ở ngoài trời hơn 10 ngày liền. Mấy hôm trước, thời tiết cũng mưa bão. Đại diện bãi gửi xe cho hay, anh cho biết chiếc xe máy gửi trong thời gian dài nhưng không ai nghi ngờ hay kiểm tra. Bởi thông thường có rất nhiều xe máy khác gửi lâu, thậm chí đến cả tháng. Sau khi cơ quan công an đến, đại diện bãi giữ xe cung cấp thêm hình ảnh được trích xuất từ camera những ngày gần nhất. Chị gái nạn nhân tiết lộ, Hải Như và người yêu cũ tên TNT, sinh năm 1997, có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T từng chặn đường hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe dọa hay làm hại người khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong những video tiếp theo. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.